Ông gia đình của mình ăn bún xào ha. We eat in the stir fry bean sprout with pork and what is it? Lemon grass. Thì đây mình đã rửa một vài nguyên liệu. Đây là dưa leo, đậu phộng, giá với rau húng nhủi nè. Bún này á, thì để bữa nào mình quay cho các bạn cách mình nấu ha. Bên đây không có bún tươi đâu, mình sẽ phải tự nấu bún cho bản thân nữa. Thì cái này mình nấu xong rồi mình xả qua nước lạnh, rồi cái mình để vô cái rổ vậy nè, chút là nó khô lại giống như bún tươi vậy đó. Cái này đậu phộng thì đậu phộng này có muối, mình thấy đang đậu phộng không lắm. Đây mình đã giã miếng đậu phộng ra rồi. Đây sả bằm nè, tỏi bằm nè. Các bạn có để ý thấy sả mình bằm không có to lắm không? Tại vì như vậy mình thấy hương vị nó ngon hơn. Còn đây thịt heo mình đã thái ra rồi, rồi mình ướp với một tí dầu ăn với lại một tí muối để cho nó đậm vị hơn. Ở đây hai người We're đang chờ cử tối. Đây mình bắt đầu nấu. Đây mình để chảo nóng lên, chờ cho chảo nóng. Ăn vô xong rồi để thường thường thì mình để sả vô trước, tại vì sả thì mấy bạn xào lên nó lâu vàng hơn là tỏi. Mình để sả vô trước mình mới để tỏi. Đây mình đang xào sả trước ha. Xào chừng nào mà thấy nó vàng vàng á thì mới để tỏi vô, rồi sau đó mình mới để thịt heo vô. Thì trong thời gian mình đang chờ sả vàng á, mình cho mấy bạn xem ở bên đây đó, người ta bán giá giống gì nè mấy bạn. Một bịch như là 250 gram. Đây, để là sử dụng trước ngày 20 tháng 8 2018. Đây là mình xả đầu vàng rồi ha, mình bắt đầu để thịt heo vô mấy bạn. Cái này á, thường thường mình xào thì mình xào thịt heo cho nó vàng thiệt vàng á, thì mình thấy nó ngon hơn. Tại vì giờ mình ăn bún xào ở một cái tiệm quen ở quê mình á, chị đó làm thấy ngon lắm. Mình thấy là chị đó xào thịt heo thật là vàng lên vậy đó. Đây ha, đây là thịt heo mà mình đã xào nè. Mình nói với mấy bạn là mình xào cho nó vàng vàng thì nó sẽ ngon hơn á. Xong rồi mình đã bỏ hành tây vô, rồi chuẩn bị bỏ giá vô nữa. Thì khi mà bỏ giá vô xong rồi á, theo mình biết đó là mình chỉ xào sơ nhanh thiệt nhanh, vậy thì giá nó mới còn giòn đó mấy bạn. Rồi mình có để một miếng bột thịt gà, bột nêm á, với lại một chút muối nữa để cho phần giá nó cũng thấm gia vị đó. Mình chỉ xài chút xíu vậy thôi, mình thích ăn giá nhiều lắm đó. Rồi mình tắt bếp. Bây giờ mình chuẩn bị làm nước mắm. Thì mình có một cái bí quyết làm nước mắm để mà ăn món này rất là ngon, để mình chia sẻ với bạn ha. Ok, thì đây nhìn trong đây mấy bạn biết là gì không? Đó là nước đó. Đó là cái bí quyết của mình, tại vì mình ăn mình thấy người ta làm nước mắm kẹo ăn rất là ngon. Vì có một chị ở Cần Thơ bán rất là ngon, cho nên mình cứ tự chế thôi và thấy giống, cho nên giờ mình cũng làm vậy đó. Thì giờ các bạn mới để nước mắm vô ha, tùy theo khẩu vị của mấy bạn thôi, nhưng mà mình thấy làm cho nó đậm đậm vị thì cái lúc ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ để đường vô mấy bạn.
Cái nước mắm này mấy bạn muốn ngon là cần phải có nhiều đường nha. Cho nó sôi. Thông thường khi mình nấu ăn á, mình không có đong đếm gia vị giống như là một muỗng, hai muỗng hay gì hết á, mình chỉ nêm thấy vừa là thôi. Này cần thêm đường nữa. Yeah, mình mới để thêm một miếng đường vô các bạn. Xong rồi mấy bạn nấu đi cho nó kẹo lại ha. Nhìn lửa cao lên cho nhanh nhanh chút. Thì đây là tô bún mà mình đã trộn lại với nhau hết rồi mấy bạn. Trong đây mình để ớt, để đậu phộng giả nè ha. Với lại giá xào với thịt heo, với sả. Với lại đây mình để dưa leo nè. Húng dũi, nhìn hấp dẫn ghê chưa. Đây, đây là cái mà mình nói về cái vụ mà nước mắm sệt đó mấy bạn. Cái nước mắm mà bạn mấy bạn làm sệt gì nè mà đậm vị á. Thấy không? Giống như là mật ong luôn vậy á. Là chan vô ăn rất là ngon ha. Ở đây hồi mình còn ăn tàu hũ với nước đường nữa. Một món ăn bạc mà mình rất là thích. Bây giờ mình chan nước mắm vô. Các bạn thấy không? Quá trời đặc kẹo luôn, thấy không? Cái này á, mình nhớ là cái chị đó bán là có để thêm một tí sả bằm vô nó sẽ thơm hơn các bạn. Ủa quên, tỏi bằm. Nói lộn. Không biết nhiều bạn có thích ăn tỏi mà dạng như sống không ha. Mình thì thích ăn tỏi lắm, tỏi dạng nào mình cũng thích. Đồ xào hay gì đó là mình cực kỳ thích ăn tỏi. Thấy không? Hấp dẫn không? Nó bụng quá mấy bạn ơi. Thì cái chỗ mà mình ở nó xa chợ Việt Nam mình lắm, cho nên mình mà muốn ăn mấy món Việt á phải tự thân vận động. Với lại mình thích đồ ăn mà mình nấu á, nó vừa miệng mình hơn. Mời mấy bạn nha. Nên là ăn sả vô thơm ghê á. Đây, hồi nãy cái lúc mà mình nói với mấy bạn á, xào thịt đó để cho nó vàng á thì nó sẽ ngon hơn là gì nè. Thấy không? Đây, đũa có đủ hết, hành tây, thịt, rau. Rồi. Cái lúc mình xào đồ á, ngoài trời nó còn ấm lắm mấy bạn. Bây giờ nó lạnh lên rồi, phải mặc áo lạnh vô thôi, lạnh lắm.
Vừa có dưa leo, vừa có sả, không nhủi nữa, thơm cực kỳ. Mình để miếng ớt, sao không thấy ớt bị lạc trôi đâu rồi. Đây, mấy bạn nào mà thích ăn uống xào á, làm cái nước mắm giống mình chỉ, ăn bảo đảm không thất vọng đó. Tại vì á nó đậm đặc á, chan ăn á nó ngon lắm, đậm vị lắm. Mình thích ăn mấy món Việt Nam lắm mấy bạn, đi qua đây ở mấy năm vậy chứ hay đuối lắm, không thích ăn mấy món Tây. Tự nhiên ngoài cửa mình thấy có một cái ánh đèn quá trời sáng luôn, sáng rực luôn, nhìn giống như chiếc xe đang chạy tới vậy. Mình hồi đó giờ là nổi tiếng ăn chậm á mấy bạn. Ngon quá, đủ hương vị hết. Đồ ăn Việt Nam mình đúng là ngon thiệt. Thì hồi nãy á, mình đang ngồi ăn á, mình lải nhải quá trời luôn, xong rồi lúc lại coi máy quay á, mới nhận ra là cái thẻ nhớ nó hết dung lượng rồi, cho nên nó dừng giữa chừng mất tiêu rồi. Mà mình lải nhải từ cái lúc mà ăn bún cho tới ăn xong cái tàu hủ luôn trời. Thì giờ thôi mình kết thúc bằng cam ha. Thì mấy bạn, mình cho mấy bạn coi nè, cam ở đây bự gì nè, thấy không, cái bàn tay của mình nhiêu đây, cái trái cam nó bự vậy đó. Mà cam bên đây ăn ngọt lắm nha mấy bạn, không có bị chua. Thì thôi mình ăn cam với lại muối ớt tôm ha. Đây nè, cái hộp như vậy là 2 đồng 6 các bạn, thấy không, có giá trên đây. Mình cắt sẵn mấy miếng rồi chứ ăn trái bự giờ cũng tối rồi, ăn sao nó xót ruột. Mời mấy bạn nha, cam chấm với muối tôm không biết có ai thích không, món chua. Nó không có chua mấy bạn ơi, nó vừa vừa. Hồi nãy mình có nói mấy bạn là đồ ăn của Việt Nam mình nó ngon á. Lúc trước á mình gặp nhiều người nước ngoài mấy bạn, nhiều người Úc á. Ngon. Trước mình gặp nhiều người Úc, người ta nói với mình là người ta thấy đồ ăn Việt Nam ngon. Người ta nói giống như là đối với người ta ấy nha, có khi ngon nhất thế giới luôn mà lại tốt cho sức khỏe nữa.
Mình có nói hồi nãy không biết cái đoạn đó có dính hay là bị cắt mất không? Mình qua đây mấy năm rồi chứ mình vẫn thích đồ ăn Việt Nam nhất. Cái lúc mới qua đây buồn lắm mấy bạn ơi, không quen. Tại vì ở bên đây á, buổi tối á, ra đường á, yên ắng lắm. Mình không biết mấy nước khác như mấy nước Mỹ hoặc là châu Âu thì sao, nhưng mà ở bên Úc á, là ngay cả thành phố lớn đi chăng nữa thì mình ở thành phố Brisbane là cũng thuộc dạng một trong những thành phố lớn của nước Úc rồi, nhưng mà nó là sao ta, buổi tối á, mà mấy bạn chạy vòng vòng ngoài đường không có ai hết trơn. Ít lắm. Mấy bạn phải vô ngay trung tâm thành phố á. Mà trung tâm thành phố nó cũng nhỏ thôi. Thì trong trung tâm thành phố nó cũng có đủ hàng quán. Quán cà phê, nhảy đầm, gì cũng có hết. Có ăn với tôi không? Gì chứ chả nạn mình không hết rồi. No mấy bạn ơi, tôi cũng xào giang tà hủ, cam, tính ăn dâu nữa mà thôi. Tối sợ. Hồi nãy mình ăn tà hủ á, thì mình có nói trong video, mà giống như nãy mình nói mấy bạn nó bị cắt rồi đó. Thì tà hủ mình có mua mấy chỗ ở chợ Yên La. Thì cái chỗ lúc trước mình hay mua á, là tàu hủ có cái nước đường nó đặc, mà tàu hủ cũng rất là dai ngon. Thôi các bạn đã xem video của tụi mình nha, hy vọng là các bạn sẽ nhấn nút đăng ký, subscribe nếu như thích. Cảm ơn các bạn.